Con nghe bài pháp của thầy giảng về người khéo nói rất hay, con luôn tâm niệm rằng đó là những người thiện tri thức cần phải học hỏi. Nhưng con cũng đã lầm với ngôn ngữ, cảm xúc và hình thể, con nhận ra ẩn ý của họ rất xấu mà họ đã thể hiện qua lời nói khéo. Kính thưa thầy, xin thầy cho con biết có một điều kiện nào để hình thành nên một người thiện tri thức để con có thể nhận biết đúng và đương theo học hỏi cũng như thực tập cho mình tốt hơn. Hiện tại con rất bất an. Quý vị hiểu được câu hỏi không? Tức là nhiều người, người ta nói rất là khéo và làm cho mình lầm họ. Bây giờ câu hỏi là làm sao để mình nhận ra người này là thứ thiệt. Bây giờ trước hết là mình phải nói chữ thiện tri thức, phải giải thích chữ đó mình mới hiểu. Tri là gì? Tri là người biết mình, thức là người hiểu mình. Người biết mình là một việc, mà hiểu mình nữa là hai. Có một ví dụ, tôi biết anh Năm và tôi rất hiểu anh Năm. Tôi hiểu anh đó rất nóng tánh. Vì mình biết anh đó, mình hiểu anh đó nóng tánh, cho nên á, không bao giờ nói những điều gì mà làm cho cái tâm, cái nóng tánh của anh dễ sinh khởi. Người như vậy gọi là thiện tri thức. Nhưng ngược lại, tôi biết anh Năm, ảnh rất nóng tánh. Chỉ cần tôi nói một hai câu, tôi muốn ảnh phát lửa chỗ nào, tôi thọt một hai câu là ảnh phát lửa lên liền. Thì cái đó cũng là tri thức, nhưng mà là ác tri thức. Tri thức là người biết mình, hiểu mình. Nhưng với tâm thiện thì thành thiện, với cái tâm xấu thì là tâm thành ác. Chữ ác đây không có nghĩa là ác ôn, nó chỉ có nghĩa là người làm cho mình bị tổn giảm, tổn giảm đi cái hiền lành, cái nguội lạnh của mình, mà nó tăng trưởng cái điều bất thiện ở nơi mình. Cho bây giờ á, thiện tri thức là có ba, mình muốn á, mình muốn như vậy thì á, thứ nhất là mình thường đem tâm chân thật mình đối với tất cả mọi người, và hơn nữa mình sống với ai thì mình luôn luôn mình có một cái nhận thức bằng cái tuệ giác của mình, chứ không nên đi bằng cái cảm xúc của mình. Đa phần ví dụ như người nào mà họ tốt với mình kêu là cái cảm xúc rồi đó. Ồ sao anh nó tốt lắm, mới gặp tôi cái cho tôi này cho tôi kia, đó là toàn là cảm xúc chứ không phải là bằng tuệ giác. Cho nên người sống, nhưng mà nếu mà người sống luôn luôn bằng cái nhận thức thì nó thành ra khô khan, riết mình ai mình cũng nghi ngờ. Cho nên nó đòi hỏi một người mà biết được một cái người khác là thiện tri thức hay không, mình căn cứ trên ba điều. Một là họ luôn luôn nhắc nhở mình những điều lầm lẽ phải, cái đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Người mà luôn luôn trợ duyên cho mình trong những cái nhu cầu đời sống hàng ngày của mình, trong những cái lúc mà ngặt nghèo mình cần họ giúp được, cái đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Còn họ là luôn luôn cùng tư tưởng với mình, cùng chí nguyện với mình, họ là đồng hành thiện tri thức. Ví dụ như là mình thích đi chùa, họ cũng thích đi chùa, đồng hành thiện tri thức. Lỡ bữa đó mình ngặt nghèo, mình không có giúp đỡ được cho đứa cháu của mình việc gì đó mà họ giúp mình, cái đó là ngoại hộ thiện tri thức. Và luôn luôn lỡ mình có làm một cái điều gì sai quấy, họ sẵn sàng góp ý và nhắc nhở với mình, cái đó gọi là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Thì bây giờ mình tạm dùng ba cái này để mình kiểm lại coi những người bạn xung quanh mình, họ có thỉnh thoảng họ có làm được những điều đó với mình hay không. Còn nếu như mà họ hoàn toàn không có gì hết thì mình xác định, thí dụ tạm nha, mình xác định người này không phải là thiện tri thức. Tuy nhiên anh cũng là cái người trợ giúp cho tôi thành tựu được cái pháp nhẫn nhục ba la mật, và tôi, anh cũng là cái người giúp cho tôi thấy được cái điều gì không đúng để tôi đừng làm giống như vậy. Chứ không, chứ là cách tu của mình là không bao giờ nhìn ai xấu mà mình bỏ họ. Và cho dù người xấu đi nữa thì họ cũng trở thành một người thầy của mình, người thầy dạy những bài học chua cay cho mình, chứ không phải là những
Cái đó là theo Phật giáo gọi là nghịch hạnh Bồ Tát, luôn luôn làm những điều nghịch để chúng ta nương vào đó. Chúng ta học được một bài học là vĩnh viễn không làm giống. Quý vị hiểu ý vậy đó, gọi là nghịch hạnh Bồ Tát. Chúng con xin Thầy chỉ dạy tiền Phật tử cúng dường trong thùng phước xương để làm gì? Hôm nay làm điều tra tới vụ này. À, vì chúng giải thích nghe giải thích. Vì chúng con mới vào đạo chưa hiểu nên xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Bây giờ trước hết giải hai chữ phước xương. Thật ra mình gọi thùng phước xương là gọi dư. Bởi vì chữ xương á, tiếng Hán á, bản chất của nó đã là thùng rồi. Nói theo người Bắc là hòm. Ở ngoài Bắc ta không có ghi thùng, ta ghi hòm công đức. Không biết đúng không ạ? Hòm công đức. Bởi vì chữ hòm đó, nó dịch từ chữ xương. Cho nên mình gọi là phước xương là đủ, chứ không cần chữ thùng. Chỉ thùng là nó dư. Cũng giống như thế, để là thiếu lâm tự. Mình đi, hôm nay tôi đi chùa thiếu lâm tự. Bởi vì tự đã là chùa rồi, thấy không? Hễ mà đi chùa thiếu lâm thôi, chứ không có tiểu tự nữa. Còn không thì thiếu lâm tự. Nhưng mà tại vì mình quen, mình nghĩ cái đó là cái tên, mình gọi nguyên, hiểu ý không? Bây giờ vậy là quý vị hiểu hai chữ phước xương rồi ha. Vậy thì bây giờ xương là thùng. Thì bây giờ thùng là thùng gì? Thùng phước. Mà đã là thùng phước á, thì tùy hỷ mình muốn đóng góp như mình đóng. Và cái thùng đó luôn luôn chi cho ba việc. Một là Phật, tức là thí dụ như tượng Phật hương hao mình tu bổ, hay là mộ hương hoa để cúng cho Phật, rồi cúng dường Phật bảo. Hai là in kinh ấn tống, gọi là cúng dường pháp bảo. Và mua thực phẩm nuôi chư tăng trong chùa, gọi là tăng bảo. Rồi hoặc là trả vô tiền điện, tiền nước là cúng dường chung cho tam bảo. Tại vì tăng cũng có xài điện, Phật cũng có xài điện. Không bằng nói à, Phật có xài, nói xài chứ. Vậy quý vị hiểu được chỗ đó không? Dạ. Khi mà nó có nhiều cách gọi, có khi gọi là tam bảo phước điền. Phước là phước, điền là ruộng. Cái thùng này là thùng ruộng phước. Mình cứ tùy tâm cúng vào đó. Có khi người ta gọi là tùy hỷ công đức. Đã nói là công đức thì cứ tùy hỷ. Hai nghĩa. Một, anh tùy theo khả năng mà cho. Tùy theo khả năng vui vẻ mà cho gọi là tùy hỷ. Người xung quanh lỡ có thấy cũng tùy hỷ theo cái cúng của người đó. Dù mình không cúng, nhưng thấy người khác cúng, mình hãy vui theo. Cả cúng, cả người cúng và người vui theo đều có phước giống nhau. Cho nên gọi là tùy hỷ công đức. Được chưa? Rồi. À, xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu gián duyên, đoạn duyên, phan duyên. Hôm nay Pháp Hòa cũng có giải thích một vài lần chữ duyên. Chữ duyên á, nghĩa là điều kiện. Chữ duyên á, còn gọi là nguyên do. Thí dụ như nhân duyên, điều kiện. Mà tất cả chúng ta muốn có duyên gì thì chúng ta phải tạo duyên đó. Ví dụ chúng ta muốn có cái điều kiện đến gần Phật, duyên với Phật, thì chúng ta phải tạo duyên Phật. Ví dụ một chàng trai gặp cái cô đó thích cổ, muốn kết duyên với cổ, thì anh này phải tạo duyên làm quen. Như vậy thì duyên là những cái gì nó nối chúng ta lại, nó là một cái nguyên nhân, nó là cái nguyên do, nó là cái điều kiện để chúng ta tới với nhau. Mà tất cả đều phải nhờ vào cái sự tạo duyên của chúng ta. Rồi từ đó chúng ta mới kết duyên, rồi mới làm cho chúng mọi người được hạnh phúc, gọi là phúc duyên, hay là mọi cái điều thuận lợi là thuận duyên,
nếu mình cố gắng mình làm mà cái đó luôn luôn gặp trở ngại là nghịch duyên, phải không? Là nhiều khi mình muốn làm mà không được vì mình thiếu cái duyên làm. Như là bây giờ chữ gián duyên là gì? Chữ gián này là mình làm cho nó chậm lại, nó gián đoạn lại. Ví dụ như người đó lẽ ra được học một lèo tới nơi tới chốn, thì bây giờ do hoàn cảnh không có tiền cho nên học nhưng mà gián đoạn. Có khi thì có tiền cái vô học được 3 tháng cái ngừng, rồi cái ở nhà đi làm 3-4 tháng sau có tiền mới học tiếp. Hoặc là mình làm một cái việc, mình cất một cái nhà không có tiền, cất nửa chừng hết ngừng lại, năm sau có tiền cất tiếp. Cái duyên nó không có được liên tục để cái nhà nó hình thành tốt. Mà thường thường mà dán như vậy á, thì nếu mà làm một cái nhà thì mưa gió tới hồi làm xong thì cái nhà nó cũng hư một. Cho nên có những cái mà nó phải được cái gì? Nó phải được trợ duyên để cho cái duyên này nó không có gián đoạn. Cho nên chữ duyên là điều kiện, mà một khi mà có rồi nó cần nhiều cái yếu tố khác để làm cho cái này nó thành tựu. Ví dụ Pháp Hòa qua đây một tháng Âu Châu, nếu không có đại chúng trợ duyên thì làm sao Pháp Hòa có mặt được? Hay là bây giờ Pháp Hòa có mặt mà không có đại chúng thì chúng ta cũng không gặp nhau được. Hay là hôm nay hẹn hết rồi mà Pháp Hòa bệnh ra không được thì cũng không đủ duyên để gặp. Vậy không? Thành thử duyên cũng phải đủ, có khi là thiếu duyên hay là đủ duyên. Ví dụ như bây giờ ở đây phần lớn là chưa ai gặp Pháp Hòa, nhưng mà Pháp Hòa với quý vị đã từng gặp nhau. Quý vị đã từng gặp Pháp Hòa chưa? Dạ. Rồi thì cái gặp quý vị trong YouTube á, cái đó là có duyên. Vì có duyên mới gặp, rồi mới nghe mới thích. Rồi hôm nay mình gặp nhau gọi là đủ duyên, chứ không phải là không có duyên. Mình đã có duyên rồi mà hôm nay được gặp thì gọi là đủ duyên. Rồi có nhiều người lên xe đi tới đây rồi, nhưng mà cuối cùng gia đình gọi phone có công việc phải quay về, hay do nhức đầu cảm gì đó quay về thì thiếu duyên, không đủ duyên. Vậy thì gián duyên nghĩa là những cái điều kiện mà nó bị ngưng trệ gián đoạn. Rồi có những việc chúng ta làm sao riết đoạn duyên luôn. Ví dụ như bây giờ một cái người đó người ta đi chùa, mà mình không tạo duyên cho người ta thường xuyên được về chùa, mình nói những điều làm cho người ta bức xúc, người ta không tới chùa nữa, thì mình đoạn cái duyên với người ta. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên mình gặp một người phát tâm tu á, là mình phải mừng vì mình với người đó hữu duyên, phúc duyên, thiện duyên, để được có cái duyên với Phật. Thì mình phải trợ duyên. Tán là tán trợ cho cái chuyện đó, tán thán cái việc đó, trợ duyên. Chứ chúng ta không làm gián duyên hay là đoạn duyên, có khi gọi là cắt duyên nữa. À, đoạn cũng là cắt, nhưng mà nói tiếng Hán là đoạn, nói tiếng Việt là cắt ra ngoài, cắt đứt. Rồi có một cái mà hai cái này là do đời sống hàng ngày. Rồi bây giờ có một cái nữa là chúng ta thường xuyên bị phan duyên. Phan duyên là gì? Đang ngồi đây có một cái chuyện gì nó xảy đến, mọi người hướng về đó. Ví dụ như mới sáng đây chứ đâu, mới sáng đây thôi, đang ngồi và nói chuyện vậy mà cái mé bên này rụt rịch gì đó, hay là cái mé bên này cái điện thoại reo là bao nhiêu cặp mắt hướng về. Hồi nào giờ làm như chưa nghe điện thoại vậy đó, đó. Mà nghe điện thoại chứ cũng phải ngó qua coi ai. Cái điện thoại đó là cái duyên bị mình bị phan rồi. Cho nên mình tu á, bây giờ nhiêu đó thôi thì mình hỏi mình là tâm mình tịnh chưa. Nếu tâm tịnh là ngồi bất động, ngồi yên, chuyện của bên ngoài giờ này mình nghe pháp. Nhưng mà thật sự ra mình nghe pháp vậy thôi, chứ còn hễ cái duyên gì nhúc nhích là mình phan liền. Chữ phan là chạy theo, mình chạy theo bao cái duyên bên ngoài, phải không? Mình đi ngang gặp ta đang nói chuyện cái cũng sáp vô chuyện gì vậy. Rồi cái gì mà nếu mà ta lịch sự ta nói ô chị ngồi chơi, mà nếu ta không tiện ta nói chuyện này chuyện riêng của hai em, chị đi chỗ khác làm dữ vậy. Đó là mình thấy rõ ràng là mình luôn luôn đi tìm cái duyên để mình bực. Ta đi ngang ta không cần mình, ta đâu kéo mình chi, cũng phan vô. Và phan vô cái bị ta phan lại, phan là nhào vô rồi bị ta nói dạ xin lỗi chị, đây em có chuyện của chị đi em nói chuyện riêng, anh đi em nói chuyện riêng. Cái là làm dữ vậy, cái là chưa ngừng ở đó, rồi tiếp tục tạo những cái chuyện khác nữa. Cho nên trong cuộc sống của mình á, hằng nhất đa phần là do cái duyên. Ví dụ có người nghe Phật pháp ta hiểu, mà hồi xưa
mình cũng nghe vậy mà đâu hiểu gì đâu. Tự nhiên có một ngày nọ đủ duyên mình hiểu. Cho nên thưa đại chúng, gặp một người chưa biết tu, quý vị cứ gieo duyên cho họ, dù một câu, một lời. Hôm rồi có Hoàng có nói cái bài đó ở Stuttgart. Thì nếu mà quý vị tạo một cái câu gì đó để cho người ta nhìn vào đó ta đọc, mình cũng đều gieo cái duyên Phật Pháp cho họ đó. Ví dụ như bây giờ trong cái phạm vi này mình treo một hai câu. Ví dụ đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não, thấy không? Hay là mình để sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Mình treo những cái câu đó cho người ta đọc, ít nhiều tỉnh giấc người ta, nhắc nhở người ta. Thì cái đó là mình gieo cái duyên pháp Phật cho người ta, những cái điều lành thiện cho người ta. Cho nên hồi xưa có một vị hòa thượng ngày trên núi ngày tu, mà dân làng ở dưới người ta đi chợ đi làm việc, ngày trên này ngày làm một việc thôi, sáng ngày đứng ngay cái núi ngày niệm một câu A Di Đà Phật, ngày la lớn lên để cho cái tiếng niệm Phật nó vang xuống dưới núi đó. Quý vị biết cái loại niệm Phật đó gọi là gì không? Cao thanh trì danh. Cao thanh là cái âm thanh của mình niệm cho cao, cho lớn lên để cho người ta nghe, người ta phát tâm. Bởi vì không ai niệm gì hết thì người ta nghĩ sân, nghĩ si, nghĩ phiền não. Còn nếu mà mình đứng mình niệm một câu Phật cho người ta, kệ ai nghe được câu nào họ thấm cũng tốt. Cho nên sáng ngày đứng ngày làm mấy ngày làm chừng tiếng vậy đó, là ngày vô ngày nghỉ, mà sáng nào ngày cũng đứng ngày tỉnh giác. Giống như ở trong chùa ở Việt Nam mình, sớm làng mà có một cái chùa, đa phần người ta thức dậy là nhờ tiếng chuông chùa. 4 giờ chùa vọng chuông lên thì mọi người thức dậy, khỏi cần đồng hồ. Thì cái tiếng chuông của chùa là cái duyên để mình thức, mà lâu ngày rồi nó thấm trong lòng mình rồi, thiếu cái tiếng chuông đó mình chịu không được. Tại vì nó có một cái gì đó nó tác động trong tâm của mình. Cho nên nó thường người ta để chỗ cái chuông hai câu: chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Không, nếu mà ai đang mộng mị thì suy diễn vọng tưởng, nhờ nghe tiếng chuông mà tỉnh giác. Cho nên trong cuộc đời này á, có những cái duyên cần dán nha thưa đại chúng. Ví dụ mình chơi với người bạn đó mà cứ rủ mình đi nhậu hoài à, cái duyên nó phải cần dán đi. Dán duyên đó rồi từ từ đoạn duyên đó. Cho nên chữ dán và chữ đoạn đó, nó không hẳn là xấu, nó tùy trường hợp mà chúng ta dán mà chúng ta đoạn. Do cái gì mà chúng ta biết được cái đó? Do cái tỉnh giác của mình. Thấy không? Ví dụ mình thấy đi chơi với người này á, không có lợi gì, toàn tốn không à, mà cứ mỗi lần tới giờ ăn cái bộ quên bớt. Mình hay bực cái kiểu như vậy. Cho nên cái những cái người mà người ta luôn luôn ta hướng dẫn mình vào cái chỗ tối, cái chỗ mê lầm, thì những duyên đó lỡ mình kết rồi thì phải tìm cách dán, rồi đến một thời gian nào đoạn. Đoạn đây nhiều khi mình không đoạn mà ta cũng tự đoạn mình. Ví dụ như người ta rủ mình đi nhậu, mình từ chối thì 5 lần là thôi không rủ nữa. Một người bạn, bởi vì nó giờ nó không tương ưng nữa. Một người giờ thích đi chùa, người thích đi chơi, mà người thích đi chơi thì riết cũng không kiếm mình nữa. Ví dụ như bây giờ mình hồi nhỏ mình chơi với người bạn, nó tới năm mình 30 tuổi, tới là mình 30 tuổi quyết định mình vô chùa mình đi tu, thì tự động người bạn đó cũng hiểu bây giờ giữa mình với người đó hai thế giới, hai cách sống khác rồi, thì họ cũng chẳng tìm mình làm chi nữa. Cho nên có những cái duyên cần đoạn, tức là duyên xấu. Có những cái duyên cần dán, tức là duyên xấu. Nhưng mà nếu những cái duyên tốt thì phải trợ. Nó còn cái duyên nữa gọi là gì? Đẳng. Chữ đẳng là liên tục. Đẳng vô gián duyên là phải liên tục, không làm cho nó gián đoạn. Đó là chưa nói tăng thượng duyên nữa nha. Có những cái duyên mà nghe xong sinh khởi tâm tốt là tăng thượng duyên. Nhiều lắm. Thì Pháp Hòa giải thích cái câu này vậy quý vị rõ rồi ha. Có những cái mình cần làm. Con có nghe một vị tăng nói cúng dường ít thì thiếu phước. Vậy là em được hưởng rồi. Cũng nhiều phải không? Thưa đại chúng, cái này nó như thế này. Người ta thường nói á, cúng ít phước ít, cúng nhiều phước nhiều. Có khi cúng ít mà phước nhiều, có khi cúng nhiều mà phước ít. Là 4 loại cúng. Đứng trên cái phương diện hình thức thì thật sự là đương nhiên,
mình có nhiều cũng nhiều thì hãy cho ít thì mình được ít, thường là vậy, cái nghĩa thường nó vậy. Nhưng ở đây á, mình hiểu sâu, nếu như mình cúng nhiều mà cái tâm lượng mình nó ít quá, chẳng qua là bất đắc dĩ mình phải cho. Vì giờ trước công chúng biểu tôi lên rồi ủng hộ, rồi không lẽ tôi ủng hộ mà tôi ủng hộ ít mất mặt tôi thì sao? Cho nên giờ vì tôi vì cái mặt mũi mình cúng thì cúng như vậy, nhưng mà cũng không vui, mà cái tâm mình nó ít cho nên của nó cũng thành ít. Quý vị hiểu như vậy, cho nên là không phải là mình cúng ít. Trên nguyên tắc bình thường, nghĩa thường mình hiểu đó, cúng ít thì phước ít. Nhờ ở đây thì không phải là cái chữ không phải là cúng ít mà thiếu phước đâu, hiểu không? Có thể là một là mình nói nó chưa có chuẩn. Nhờ ở đây là khi mình cúng ít nhưng mà cái tâm mình chưa có trọn vẹn thì ngay cái của cho nó đã ít rồi. Còn nếu như mình cho người ta ít nhưng mà cái tâm của mình bằng sự trân trọng thì cái đó gọi là phước đức. Có qua định nghĩa mấy lần rồi phải không? Cho người ta của mới có phước thôi. Cái cách mình cho là đức, cho nên hai chữ đó nó ăn đi với nhau. Cái cách mình cho làm sao để người ta nhận cái tiền đó, cái của đó mà người ta không mặc cảm, là người ta là cái người nghèo khổ phải van xin mình, cái đó là cái đức. Mà cái đức nó quan trọng hơn cái phước. Cho nên của cho không bằng cách cho. Cái cách mình cho nó quan trọng lắm, vì cái cách mình cho nó tăng trưởng cho người ta được cái niềm vui. Mà cho được người ta niềm vui thì cái đức mình có, dù có năm bạc nhưng mà cái phước nó đủ. Dạ, cho nên thưa đại chúng, mình làm cái gì cho ai cẩn thận cái cách mình quan trọng. Nhiều khi mình cho mà mình làm cho người ta mặc cảm, người ta cảm thấy người ta bị tổn thương, mà bây giờ người ta ở trong cái tình thế là phải nhận của này thì người ta phải làm. Ngày xưa ông vua Tỳ Lưu Ly, mẹ của ông là một cái người trong cái giai cấp thấp, mà được vua, tức là ông ba của ông là một ông vua, thấy cái cô cung nữ này, thấy cái người thấp kém này mà ông thương, ông mới cưới về làm vợ. Nhưng mà theo phong tục Ấn Độ là đó là một sự, nghĩa là chênh lệch giai cấp quá lớn. Vì người Ấn Độ là có bốn giai cấp, mà giai cấp nào thì chỉ chơi với giai cấp đó chứ không thể hơn. Cho nên mỗi lần mà khi mà sanh ra vua Tỳ Lưu Ly, ổng là thái tử đó, mỗi lần ổng về dòng họ Thích Ca mà chơi á, là ổng thường bị người ta khinh suất. Và chính vì cái tâm khinh suất của họ, cho nên vua, ông thái tử Tỳ Lưu Ly, ổng nuôi một cái hiềm hận ở trong lòng, là trước sau ổng phải trả thù dòng họ Thích. Cho nên khi mà ổng lên ngôi rồi đó, ba lần mang quân ra đánh dòng họ Thích, mà ba lần Phật cản. Phật ngồi ngay cái biên cương, ngồi ngay tảng đá đó, và Phật cản vua Tỳ Lưu Ly. Và một lần như vậy thì ông nể tình Phật, bởi vì Phật chưa bao giờ xúc phạm đến ông, đúng không? Ông Phật với ông cũng là bà con, và Phật và cái đức độ từ bi của ông, của Phật, cho nên làm cho vua Tỳ Lưu Ly ba lần rút binh. Nhưng mà cuối cùng Phật biết rằng không thể nào hóa giải được cái hận thù này, thì Phật cũng phải chấp nhận để cho ông đi đến tàn phá, sát hại cái dòng tộc Thích Ca. Cho nên ở đây á, Pháp Hòa chỉ muốn nói là nhiều khi một cái tâm khinh suất của mình đối với người khác, người ta nuôi một cái hiềm hận trong lòng, rồi gặp những lúc nào mà người ta muốn trả thù là người ta trả thù. Bằng chứng là quý vị đã thấy rồi, có cái anh chàng đó quen với cô bạn gái, mà gia đình bên vợ đó là khinh thường anh này là dân nghèo. Rồi một ngày đó anh vô trong gia đình, anh nhít hết cả cái nhà đó vì cái tánh và cái thường xuyên khinh thường anh trước mặt người khác. Đó, cho nên cái của cho nó không bằng cái cách cho là vậy. Nhiều khi mình làm phước thì cũng có, nhưng mà qua cái cách mình hành xử thì nó tổn giảm trở lại. Con là Phật tử mới quy y, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con nghe pháp được lợi lạc gì, ý nghĩa của việc cúng dường, sự lợi lạc của việc cộng tu. Tốt lắm. Pháp hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, khi mà mình nghe pháp đó, có năm cái điều lợi. Một là mình sẽ được nghe những điều chưa nghe. Hai, rõ ràng những điều đã nghe. Ba, giải được cái nghi ngờ của mình. Bốn, không làm cho mình bị tà kiến cố chấp. Năm, làm cho mình tăng trưởng trí tuệ.
mình nghe pháp là được năm cái điều lợi này. Pháp Hòa ví dụ có những điều quý vị chưa bao giờ nghe, nhưng mà nhờ nghe pháp cho nên được nghe, được hiểu. Rồi xưa nay mình hiểu nhưng mà hiểu không đúng, nhờ nghe pháp đàng hoàng cho nên hiểu nó đúng trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, xưa nay mình luôn luôn nghĩ rằng cúng trái cây là Phật ăn, mình nghĩ vậy đó. Cho nên một hôm nọ mình nghe pháp, được nghe quý thầy giải, không phải cúng trái cây là tượng trưng cho quả, bởi vì trước khi nó có quả nó phải là nhân là hạt. Như vậy thì cúng trái cây là tượng trưng nhắc nhở cho mình phải nhớ tới đạo lý nhân quả. Mình làm đúng thì quả nó sẽ đúng, mình làm trật thì quả nó sẽ trật. Và khi mình đi chợ mình luôn luôn lựa trái tốt để mua, thì nhớ lựa cái quả lành mà làm, lựa việc lành mà làm. Và lúc nào cũng vung cái dĩa trái cây lên để tượng trưng cho gì? Vung bồi cái quả. Xưa nay mình không hiểu, nhờ nghe cái mình hiểu. Hoặc là mình hiểu lầm, mình nói cúng là Phật ăn, bữa nay mình hiểu là cúng Phật không có ăn gì hết. Hoặc là mình nói chụp hình cử ba, giờ nhìn về dưới đó đứng ba người cũng chụp, đâu có xui xẻo gì đâu. Phật tử rồi là chẳng có sợ cái chuyện đó, không có tin vào mấy cái chuyện đó. Nhờ như vậy cho nên làm cho mình tăng trưởng cái chánh kiến chứ không có tà kiến. Cho nên đó là lợi ích nghe pháp. Mà hơn nữa thưa đại chúng, quý vị để ý rằng nghe nhạc thì mình có khi mình buồn theo bản nhạc, và hễ mà nghe nhạc kích động mình cũng phấn khởi theo cái điệu nhạc. Mà đôi khi nghe xong nó chỉ vui thoáng một chút vậy, được, cái đó chỉ nhớ, đó chỉ là giải trí, lâu lâu buồn giải trí, nhưng mà nó không có mang lại cho mình một cái sự học hỏi đích thực, niềm vui tĩnh lặng nhờ cái bằng nghe pháp. Chứ nhạc cũng tốt, lâu lâu mình nghe để mình giải trí, hoặc là nhiếu, nhưng là những lời nhạc đó nó mang cái tính chất triết học, chứa đựng những cái điều thâm sâu của cuộc đời. Ví dụ như cái bài bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Hay là trên đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày quá. Nghĩa là mình đi hết cuộc đời làm đủ trò, cuối cùng là gì? Cũng là một bờ cỏ non một bờ mộng mị thôi, rồi cũng hết ngày. Nhiều khi mình nghe được cái câu bài nhạc đó, mình thấm được cái lời đó. Ví dụ như cái bài không có đâu em này, không có cái nhân đầu tiên và có cái chết sau cùng, đó là bài ngẫu nhiên. Nếu mình hiểu được cái đó là nhân duyên, là Đức Phật muốn nói đó. Không có cái gì mà tự do, tự nhiên. Tôi đâu có làm gì đó đâu, tự nhiên tới chửi tôi à. Ngay bây giờ thôi, chứ tháng trước anh nói xấu người ta mà anh quên á. Rồi bây giờ việc thứ hai, ý nghĩa của việc cúng dường. Chữ cúng dường á, là mình nói trại, nói cho đúng là cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi, cho nên gọi là cúng dường. Bây giờ mình đem tiền vô chùa, mình nói con xin cúng dường, nghĩa là con xin cúng một món tiền này để mà cung cấp cho nhà chùa dưỡng nuôi những gì chùa cần. Ví dụ chùa sập cái mái nhà, nhờ đó mua cái vật liệu về sửa cái mái nhà, thí dụ vậy, cho nên gọi là cúng dường. Cúng dường nó có ba cách: pháp cúng dường, hạnh cúng dường, vật cúng dường. Đây, mang cam, mang quýt, mang vật thực, đó là cái đó là vật cúng dường. Nhưng mà có một cách cúng nữa là mình cúng cái đức hạnh tu hành của mình trong đời sống hàng ngày là hạnh cúng dường. Ví dụ mình gặp ai cũng dạ vô Phật, chào bác, chào chị, chào anh, mặc dù người ta không ngó mình nha, mặc dù ta không nhìn mình, nhưng mà mình cứ phải pháp cúng dường. Còn người ta có nhận mình cái gì đó là tùy người ta, nhưng mà bổn phận của mình gặp ai cũng pháp cúng dường, hạnh cúng dường. Cái hạnh tu đó tự nhiên mình cúng dường cho người ta. Nhiều khi trong cái đạo tràng tu với nhau đó, mình nhìn cái hạnh của người đó mà mình học được rất nhiều. Cho nên cái vị đó đang cúng dường cho đại chúng cái phẩm hạnh của họ, quý lắm. Mà trong đạo tràng mà mình nên có cái pháp cúng dường đó cho đại chúng hàng ngày, từ cách ăn, cách đi đứng, cách nói năng của mình, nó làm cho người khác thấm nhuần tốt lắm. Đó là công đức vô lượng, và đó cũng là một cách mình thuyết pháp đó. Vật thực, vật cúng dường, pháp cúng dường, hạnh cúng dường. Và lợi lạc của sự việc cộng tu,
Trước hết nói chữ cộng tu. Chữ cộng là chung. Mình tu á, thí dụ bây giờ tổ chức á, mình ở đây giờ này từ sáng tới chiều giờ là cộng tu nè. Hiểu không? Bởi vì cái chỗ này mỗi người mỗi nơi rồi quy tụ về đây là cùng tu và là cộng tu. Bây giờ cái lợi ích của nó là gì? Nhờ cái cộng tu về á, cho nên mỗi người đi theo được một cái dòng chảy. Ở nhà có dễ dầu gì ngồi được nè. Nóng quá giờ là xách giỏ vô chợ đi cho nó mát rồi. Tại vì nó có máy lạnh. Phải không? Hoặc là mình làm gì nhưng mà nhờ cái công đức cộng tu này nè. Đại chúng ăn mình ăn, đại chúng nghỉ mình nghỉ, đại chúng tụng kinh mình tụng kinh. Cho nên cái đại chúng này như một cái dòng suối mạnh đẩy mình đi theo. Cho nên mình gặp nhau, bạn bè chào hỏi nhau bạn gì? Đạo lưu. Lưu là gì? Lưu là liên tục lưu chuyển, chảy hoài chứ không dịch. Mà chúng ta cùng một dòng chảy đó rồi là đây là những người đạo lưu với nhau. Cho nên đó là cái lợi ích của sự cộng tu. Kính bạch thầy, con xin phép hỏi, có phải hiện kiếp này duy có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ, có một vị Phật nào thị hiện nữa? Không có một vị Phật nào thị hiện nữa. Con thắc mắc sao có một vị tu hành và một số người tự tôn thầy đó là minh sư là và dẫn dắt họ tu tập một đời giải thoát và luôn hỏi về sự huyền bí của vũ trụ. Thưa đại chúng, cái điều này rất đúng. Bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca thị hiện ở đời này truyền pháp, ngày nay dù chúng ta cách Phật hơn 2.500 năm nhưng chúng ta chưa quên giáo pháp Phật, thì đâu cần một Đức Phật nào khác để ra đời để làm cái việc trùng lập. Vì vậy mà Phật Di Lặc chưa ra đời. Vì một vị Phật tương lai ra đời chỉ là nối tiếp một vị khi cái giáo pháp đó không còn ai tiếp tục. Có một ví dụ, trong một ngôi chùa, thầy trụ trì còn đang khỏe mạnh, còn đang sống để điều hành Phật sự ngôi chùa, tự nhiên đâu cần mình làm chi cái chuyện là giờ có ông trụ trì thứ hai. Phải không? Nếu có là phó hay là những người phụ tá. Thì trong đây cũng vậy, Đức Phật Thích Ca giáo pháp Ngài còn thì không cần một vị Phật nào khác. Và nếu ai đó xưng là Phật sống, nghĩa là người ta sợ Phật chết. Bởi vì sống thì phải có chết, mà Phật á, thì Phật thôi chứ không có Phật sống. Không có Phật nào gọi Phật sống đó, đó. Cái danh từ Phật sống là mình gọi chật. Mà thậm chí ví dụ như mình kêu là Phật sống Tế Công, đó là tại mình gọi Ngài vì cái hạnh tu của Ngài vậy thôi, chứ bản thân Ngài cũng không tự xưng. Mà Phật là sự giác ngộ chứ đâu phải là hình thức của một con người mà sống với chết. Cho nên không có vị nào là Phật sống cả. Mà hãy sợ ông Phật sống nghĩa là muốn tôn ông Phật sống, nghĩa là sợ ông Phật bị chết. Cho nên trong Phật giáo không có ai xưng mình là Phật, không ai xưng mình là minh sư, là đạo sư gì cả. Ngay cả Đức Phật, phải không? Ngài cũng nói tôi chỉ là một người thầy dẫn đường, chứ tôi chẳng thần thánh gì hết. Và bây giờ mình là đệ tử của Ngài, bao nhiêu lần mà cứ xưng mình là thế này thế kia là nó không đúng. Ai muốn xưng gì đó là xưng. Mình tự có trí tuệ, mình nhận biết họ có phải hay không thì chúng ta nương tựa vậy thôi. Nếu không thì không nương tựa. Mà mình một người như vậy, trăm người, ngàn người thì tự động minh sư cô đơn, minh sư tự rút thôi. Chứ còn nếu mà mình, mà thường thường nó tương ưng, thể mình thích tà kiến thì cái tà kiến nó đi theo. Thể mình thích mê tín thì toàn là gặp những điều mê tín. Mình thích, mình lúc nào cũng tu chánh kiến thì không ai làm cái mê tín cho mình được. Cho nên đừng có lo cái chuyện mà người ta gieo cái chuyện gọi là xung quanh. Quan trọng là mình phải có chánh kiến trí tuệ để nhận rõ mọi việc. Phật và ví dụ, làm sao cấm được trời mưa nhưng bản thân mỗi người tự lượng sức mình mà ra mưa. Nếu mình cảm thấy mình không khỏe là tuyệt đối không bước ra. Còn nếu bước ra thì phải có dù có gì đó để chắc chắn rằng chúng ta không bị mưa. Cũng như thế, người ta có quyền xưng cái gì đó xưng, nói cái gì đó nói, đó là quyền của người ta. Nhưng mà mình là Phật tử có chánh kiến trí tuệ thì chúng ta phải tự nhận cái nào tà kiến, cái nào là chánh pháp. Cho nên trong Phật giáo không có cái chuyện gọi là chụp hình ba người, không có cái chuyện là thờ Quan Âm ngồi hay đứng, không có cái chuyện thắp nhang công là Phật chứng, không có cái chuyện là hứa cúng rồi không cúng bị nhức đầu bệnh, không có cái chuyện là ăn chay rồi không ăn rồi bị Phật quở đau,
không có những chuyện đó. Mà nếu mình nói Phật quở mình như vậy, Phật làm như vậy để mình đưa Phật lên thành như một cái người mà năng lực lắm, nhưng mà mình đâu có biết mình làm vậy là mình hạ Phật đó. Một cái ông gì mà kỳ vậy, người ta hứa cúng và người ta có tiền, người ta cúng phạt người ta, ông này không phải ông Phật à? Cái này không phải ông Phật. Ông Phật là ông có. Quý vị nhớ, dù mình đứng trước Phật, mình có mắng Phật đi nữa, Phật có gì làm cái gì đâu mà mình tội lỗi. Tội là tội tự mình, mình không thấy được cái đó. Chứ còn Phật không trách ai không, mà Phật có rảnh đâu mà đi tìm coi ai ăn chay, phù hộ an mạng cho họ bị này kia chơi. Trên Phật tử nếu mà học Phật chân chánh rồi, không bao giờ nuôi những cái câu đó trong lòng mình. Và Phật tử cũng không bao giờ nói với người ta đừng có tụng kinh này, đừng có tụng kinh kia, tụng kinh này nóng nảy, tụng kinh kia gia đình xào xáo. Không có cái kinh nào như vậy cả. Mà mình nói riết ta kinh đâu, ta không thấy, mà ta gặp mình ta cũng kinh. Kinh họ khủng quá. Con là Phật tử tại gia đã quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới. Con phát tâm thọ Bồ Tát giới. Con nghe nói là mới vào đạo thì chưa nên thọ Bồ Tát giới. Kính xin Thầy từ bi giải thích. Thưa đại chúng, những vị mới học Phật nghe mấy cái này thì chưa có hiểu, nhưng mà xin giải thích một chút. Phật tử tại gia mà thọ giới tu nó có 3 cái tầng bậc. Hồi nãy quý vị thọ tam quy năm giới đó là cái tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất đó gọi là bỏ các việc ác. Thời gian sau quý vị thọ thập thiện. Tức là gì? Tức là chẳng những không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà nói lời hòa giải. Tức là chẳng những không làm ác mà chúng ta còn phải làm điều lành. Cái đó gọi là làm các việc lành. Hồi nãy hòa thưa ba câu đó, không làm ác là năm giới, làm các việc lành là thập thiện, rộng độ chúng sanh là Bồ Tát giới. Mà Bồ Tát giới là gì? Bồ Tát giới tức là những cái giới pháp dành cho những vị tâm đã phát khởi vì từ bi thương xót chúng sanh, bỏ các điều ác, ráng làm việc lành, rộng độ mọi người. Thì nếu mà nó là thọ Bồ Tát giới thì không luận là mới tu hay tu lâu, không luận là mới quy y hay là quy y lâu, không luận là nam nữ, già trẻ gì cả, tất cả mọi người ai cũng có thể phát tâm lành, rộng độ chúng sanh cả. Tuy nhiên đối với vị mới thì người ta chưa biết được là mình có thể được chưa, thì các vị chỉ nhắc nhở mình. Nếu mà nhiều khi mình ham thọ giới mà thật sự mình chưa hành được cái gì của cái phần giới đó thì cũng không nên. Cho nên là theo nguyên tắc là không kiêng cử, không có luật lệ nào không. Luật Phật á, là Bồ Tát giới là cho tất cả mọi người đều được thọ, nam nữ già trẻ, ai mà nghe được cái lời truyền giới rõ ràng để hành trì là đều đắc giới hết. Trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì đã có các vị sa môn tu tập rồi. Vậy có nghĩa là đã có một người, đã có một đường đạo và một đấng giáo chủ nào đó rồi. Bản thân Đức Phật cũng phải tìm sư học đạo khi người mới bỏ hoàng cung. Vậy thì tại sao lại nói đạo Phật là do người tự ngộ không thầy chỉ dạy? Quý vị hiểu câu hỏi không? Dạ. Đây là một cái câu mà chúng ta thường xưng tán Đức Phật. Phật là đấng chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Thì cái vị Phật tử mới thắc mắc, Phật đã từng bỏ hoàng cung theo sử đó, đi tìm thầy học đạo, vậy mà tại sao trong này nói là không thầy chỉ dạy? Bởi vì khi Ngài là một thái tử, Ngài đi tìm những người học đạo, nhưng mà tất cả những vị đó không đưa được cho Ngài một cái con đường đích thần, một con đường, bởi vì cái thành tựu của các vị đó chưa trọn vẹn. Tức là Ngài cũng có học, nhưng mà cuối cùng mới có một số các vị đó phải bái lại, bởi vì cái sự hiểu biết của Ngài cao sâu hơn các vị đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các lời dạy của các vị đạo sư đó không có khả năng làm cho Đức Phật thỏa mãn giác ngộ hoàn toàn. Cho nên một ngày nọ, Ngài quyết định từ bỏ hết các cái pháp tu đó. Sau khi một thời gian đi nghiên cứu,
Và bây giờ Ngài tự mình ngồi dưới gốc cây để Ngài tư duy quán chiếu. Và đến cuối cùng tự một mình Ngài phát hiện ra được cái thật pháp, thật tướng của các pháp trên đời này. Cho nên Đức Phật tự mình giác ngộ, chứ không ai cho Ngài cái giác ngộ đó, và cũng không ai chỉ cho Ngài một cách nào để Ngài giác ngộ điều đó. Cho nên cái câu mà nói là tự Ngài giác ngộ là như vậy. Tức là Ngài vẫn trên nguyên tắc là vẫn Ngài đi học đạo, nhưng không có ông thầy nào làm thỏa mãn cái chí nguyện của Ngài. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là mình có một người học trò, mình chỉ cho người học trò đó làm một hai điều gì đó căn bản, nhưng mà ở nơi người học trò này còn thắc mắc là tại sao là cái việc này nó như vậy, làm thế nào để nó đi hơn được cái này nữa, vì trong họ thấy được cái này nó còn có cái gì đó nó chưa có được thông. Cuối cùng người học trò đó với tư duy quán chiếu gom góp thì cuối cùng họ phát minh ra được một cái điều hay hơn mà xưa nay họ đã từng học. Giống như mình qua đây quý vị học đồ của Đức, thế nào cũng ráp của Việt Nam mình vô. Ví dụ mình nấu ăn cũng có ráp ít ít nhiều mấy cái món, mấy cái gia vị của Việt Nam mình, làm cho cái món đó nó đậm đà hơn nữa, đó không? Thành thử ra thưa đại chúng là cái chữ không thầy chỉ dạy là ở cái chỗ là tự mình, tự Ngài đã thấu đạt được cái đạo lý chân thật trên thế gian này mà không ai làm thầy của Ngài cả. Câu hỏi thứ hai, làm sao nhận biết là mình đang trả quả người khác hay chỉ mới gieo nhân? Làm sao mình biết khi mình chưa chứng quả? Tuy nhiên, để thực tập điều này, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng không ai gieo với mình hết. Tại sao? Bởi vì nếu mình nghĩ người đó đang gieo của mình kết cái đó trong lòng, rồi lần sau gặp nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ bây giờ cái người đó họ đánh mình thì mình nghĩ thôi chắc mình đang trả cho họ cái mình xong phải. Còn bây giờ ngược lại mình nghĩ tôi sẽ nhớ mối thù này, chị là người đánh tôi một đánh, tôi cho chị thiếu quân tử trả thù 10 năm không muộn. Thì thế là mình một cái đánh đó xong rồi, 10 năm nó còn đau. Như vậy thì quý vị thấy mình cất một cái đấm đó trong người mình, mình khổ hay ai khổ? Mình khổ. Chi bằng mình nghĩ đơn giản thôi, họ đánh mình một cái coi như là xong. Có lẽ mình nói câu đi gì đó, mình làm việc gì đó họ bưng, họ giỡn mình một cái xong rồi, mình ôm cái đó là khổ cho mình. Ngay đời này là một cuộc nặng rồi, đời sau mình cứ nhớ cái oán thù, biết đâu chừng mình gặp nữa chỉ vì trả một cái đánh thôi. Cho nên nó không đáng để chúng ta nghĩ. Và chúng ta là người chưa chứng đạo, cho nên chúng ta không xác định ai đang vay và ai đang trả. Thôi bây giờ tốt hết, mình có của, cứ nghĩ mình trả đi, đừng nghĩ ai vay của mình cho nó đỡ cực lòng, mình phải nhớ rồi phải gặp nữa, mất công. Mà nếu như họ là cái người vay của mình, khỏi đòi, tự động có ngày họ cũng tới trả, khỏi nhớ. Cho nên cái người nhớ là cái người luôn luôn khổ, phải không? Còn cái người xả là cái người luôn luôn an lạc. Cho quý vị nhớ là cái chữ xả trong nhà Phật đó, đừng dính nó, đừng chấp nó, ngay đó là đã xả rồi. Chứ không phải là đợi ta ôm một cục rồi bắt đầu mới tìm cách xả. Cái đó cũng được mà cực. Xả liền ngay cái khi mà nó vừa tới. Hết giờ chưa? Chưa. Trời ơi, mới có 4-6 phút rồi. Xin Thầy hoan hỷ trả lời cho chúng rõ. Lại Phật tụng kinh sám hối công quả trường chay, nhất định có được vãng sanh không? Trời ơi, cái này kiểu là bảo đảm làm sao dám. Cái này là cái kiểu mà trên đời có 4 cái ngu à. Làm mai mà lãnh nợ rồi. Ai đi hứa mấy này được. Thưa đại chúng, như thế này, khi nói tới chữ vãng sanh thì trong đầu ai cũng nghĩ là vãng sanh cực lạc chứ gì. Hiểu vậy hẹp lắm. Phải hiểu là vãng sanh là mình có thể vãng sanh bất cứ tịnh độ nào, đâu nhất thiết phải đi Mỹ, đi Pháp, đi Úc,
đi Canada vẫn sống ngon lành như thường. Đấy, vãng sanh mà. Vãng sanh nước nào mà sống không được. Nguyện đừng có vãng sanh về những cõi đau khổ thôi. Phải không? Còn vãng sanh tất cả các xứ tự do đều hạnh phúc giống nhau hết. Cho nên đừng lầm chữ vãng sanh là phải vãng sanh cực lạc. Trừ trường hợp ai muốn vãng sanh cực lạc thì phát tâm, phát nguyện vãng sanh cực lạc Tây Phương. Còn không là cứ vãng sanh tịnh độ, mà bất cứ nơi nào có Phật ở là đều tịnh độ. Bất cứ nơi nào có tự do đều là tịnh độ của mình. Cho nên khôn con vãng sanh tịnh độ. Còn nếu mọi người trừ người nào thôi thôi tôi không thích tịnh độ khác, tôi chỉ thích tịnh độ Phật Di Đà thôi, thì chừng đó phải nói rõ là Tây Phương cực lạc tịnh độ. Đó là mình nói về tịnh độ vãng sanh nha. Còn nếu mà nói lại Phật tụng kinh sám hối công quả, ăn trường trai nhất định vãng sanh không? Không chắc. Bởi vì lại Phật mục đích là dẹp ngã mạn, tụng kinh giúp cho mình định tâm chú ý, sám hối giúp cho mình tiêu nghiệp, công quả tạo cho mình có phước. Như vậy thì gom mấy cái này lại, nhưng mà với điều kiện làm bằng cách nào? Mình lại Phật. Bây giờ nói tới lại Phật có 7 cách lại. Mà bây giờ mình lại nhầm cái ngã mạn lễ. Lễ mà ngã mạn, lễ mà cầu danh, thì hình thức lễ Phật thì có, mà nội dung là không có. Tụng kinh hình thức thì ngồi có tụng, nhưng mà nội dung tụng nhưng mà không có hết lòng và không kiên nhớ lời để thực hành cũng không tốt. Sám hối lại thì cũng có lại đó, nhưng mà vừa lại xong rồi cũng hung dữ, cũng khó chịu bình thường, thì này nó cũng đâu giúp được gì. Mục đích của những cái này là để giúp cho mình đối trị những cái tật, những cái phiền não của mình. Cái bài đối trị này nè, Pháp Hòa mới nói ở bên chùa Phổ Hiền bên Pháp, ở Stratford. Phật dạy có 4 cách để mà chúng ta thành tựu giáo hoa, trong đó có một cái pháp gọi là đối trị. Thì tùy theo cái hoàn cảnh khó của mình tìm cách mình đối trị. Thật sự ra lại Phật tụng kinh sám hối công quả đều tốt và trợ duyên cho mình, nhưng nhớ là phần nào mình làm nó đều viên mãn, hay là ít nhất cũng đến cái chỗ tốt chứ không phải là cái chỗ tệ. Chứ còn không á, là mình làm hồi mình dính cái hình thức rồi mình nghĩ vậy là đúng, rồi mình quên cái nội dung. Cho nên Pháp Hòa thường nói là mình làm cái gì á, mình chỉ có cái hình thức mà thiếu nội dung là không được. Pháp Hòa ví dụ như là hôm nay quý vị đãi người ta ăn, được mệnh danh là mời tới ăn bún bì. Vậy là hình thức là ăn bún bì, phải không? Vậy bây giờ nội dung bún bì có gì trong đó? Bún bì, rau sống, nước mắm, nước tương. Tự nhiên dở bún bì ra mà có bún không có bì. Hình thức mà có thì nội dung không có. Phải vậy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói chuyện tu. Ngồi tụng một thời kinh 1 giờ đồng hồ, hình thức có, nhưng mà nội dung tụng gì hiểu không? Không hiểu. Không hiểu là thiếu nội dung. Tụng mà mình phải hiểu, mình thấm. Cho nên đề nghị là phải tụng bằng những bản kinh tiếng Việt. Tụng hoàn toàn tiếng Việt để mình tụng, mình hiểu mình tụng gì. Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mong huân, chư Phật hải hội tất diêu văn. Nghe rất hay, nhưng mà không hiểu dễ. Sửa lại. Lò hương vừa nhóm chim đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Hiểu không? Thì mình tụng, ví dụ mình tụng là nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết. Tụng rất hay, rất giòn. Hỏi tụng gì vậy? Tôi nghe chữ thiết thiết là tôi biết thiết. Nhưng mà nếu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đó là bản dịch của 4 câu cuối. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Thiếu gì tiếng Việt mà không tụng. Nhưng mà giờ mình cứ quen tụng tiếng Hán thì mình vô mình tụng thời kinh, nghe hay, nghe giòn, nhưng mà cuối cùng mình không hiểu thì nó uổng đi. Hình thức ngồi đứng tiếng hồ mà nội dung đứng dậy không có.
Cho nên nên tìm một quyển kinh nào mà mình tụng mình hiểu, để cái nội dung hình thức của mình nó tròn. Lại Phật cũng vậy. Đây là có nhiều người lại Phật không? Đưa lên trán, xong rồi xòe ra, nắm lại, hướng như vậy, thích à. Nội dung thì có, hỏi anh làm gì vậy? Thế là chỉ cần chắp tay trang nghiêm nè. Lại Phật các 10 ngón tay chắp trang nghiêm để ngay ngực. Đây là hợp tâm, 10 ngón tay nó rời rạc. Bây giờ 10 ngón tay khép lại là hiệp tâm. Người Hoa gọi là hiệp trưởng. Trưởng là cái bàn tay của mình, hiệp lại. Để cái bàn tay mình ngay đây. Rồi khi mình lễ Phật, mình đưa tay lên trán, đưa ngang miệng, đưa xuống tâm, thân khẩu ý thanh tịnh. Rồi khi mà mình đưa cái tay mình lên thì cái tay mình hạ vậy. Nghĩa là mình muốn đạt được cái chỗ thành tựu của tu, buông xả tất cả. Rồi xuống tới dưới, mở tay ra để mình tiếp nhận. Mình muốn học thì phải mở lòng. Tâm mình khép lại thì làm sao mình học? Cho nên mình mở lòng. Mà mình nhẹ nhàng vậy thôi, chứ cũng chẳng cần cái xuống cái vậy. Đâu tận. Đó, rồi cái thứ hai á, nó có cái trường mạng lễ. Hợp trường mạng lễ là sao? Lại mà nằm dài xuống đất. Mà cái lễ đó là của Tây Tạng. Người Tây Tạng người ta lễ kiểu đó. Nó có 7 cách lại. Thì người Việt và người Hoa mình chọn cách lại là quy mạng, đem hết cái thân tâm mình cung kính, gọi là cung kính lễ. Mà mình không chọn cái cách trường mạng. Bây giờ cái mình trường mạng mình thì mình là người Việt ở trong chùa Việt, mà ai ta cũng lại kiểu kia hết. Cái tự nhiên có mình làm cái điều nó cũng mình muốn vậy, vậy nào lại mình. Còn mình ở giữa đại chúng đừng làm điều nó khác thường. Lại có 7 cách cung kính lễ. Có nhiều khi mình lễ nhưng mà ngã mạng, hay là lễ mà cầu danh, thấy người ta tới cái lễ tha thiết để người ta khen mình, còn không có người ta cái xá xá sơ sơ gì. Phải có ai cái mình lễ thiệt lại. Cho nên nội cái lại Phật là đã có vấn đề rồi, phải không? Rồi bây giờ tới tụng kinh, hay là mình làm sám hối. Lại sám hối không nhất thiết phải lại thiệt nhiều mới gọi là hết tội. Mình ví dụ tùy sức khỏe mình lại 50 lại một ngày, nhưng mà lại cái lệ nào mình từ tốn và mình thành tâm mình sám hối. Cái lại sám hối nó chỉ là một cái hình thức mình phải giữ để cho cái tâm mình hướng về cái sự sám hối. Nhưng mà cái nội dung mà sám hối là chúng ta phải thực hiện những gì trong đó hướng dẫn chúng ta để chúng ta cải đổi cái lỗi lầm của mình. Cho nên tất cả những cái này nếu làm đúng thì làm sao không vãng sanh, mà chẳng đợi chết mới vãng sanh. Vãng sanh ngay trong giờ phút chúng ta đang sống. Còn nếu mà nói vãng sanh sang cõi nào cũng được. Con có một câu hỏi trong phần cúng Mông Sơn Thí Thực. Có câu thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử. Rồi cái đoạn kế là thần chú gia trì pháp thí thực, phổ thí hà sa chúng hữu tình. Rồi đoạn 3 là thần chú gia trì cam lộ thủy, phổ thí hà sa chúng cô hồn. Tại sao cúng cho Phật tử hữu tình và cô hồn? Lời kinh có chút khác biệt, mong thầy quan hỷ giải thích. Đây là một cái bài tụng ở trong cái phần cúng cô hồn mỗi buổi chiều. Thì bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, mà từ bi thì không phải chỉ để cứu người sống, mà đôi khi còn rải lòng từ bi đến những người mất, những người trong cõi âm. Vì vậy cho nên tạo ra một cái nghi thức cúng cho các vị trong cõi âm và mỗi chiều ở trong chùa. Thì qua cái phần cúng này nó có bài kệ tụng, mà trong này có 3 đoạn. Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử. Rồi thần chú gia trì pháp thí thực, vân vân. Mấy câu sau nó giống nhau là phổ thí hà sa chúng Phật tử, nguyện gia bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, vân vân. Thì bây giờ câu hỏi là tại sao trong cái bài này nó có 3 câu Phật tử hữu tình và cô hồn? Bởi vì đã nói là pháp giới chúng sanh,
thì có nhiều loại khác nhau chứ không phải là một loại. Thì trong đó có những người Phật tử, hay là có khi gọi là Phất tử. Chữ Phất tử là gì? Những cái cô hồn phản phất, không có nơi nương tựa, gọi là Phất tử. Có nhiều chỗ tự nhiên chữ Phất tử mình đọc mình tưởng chắc Phật tử mà bỏ dấu lộn là mình sửa lại, nhưng mà không. Cái chữ Phất tử là đúng cái chữ để khi ở trong nghi thức cúng cô hồn người ta gọi. Này các chúng Phất tử, nghĩa là tất cả những vị nào mà các vị đã mất đi cái nơi nương tựa, cái chốn gửi gắm của mình, thì bây giờ lạc lõng bơ vơ, các vị là Phất tử vô hồn đó. Cho nên trong, nhưng mà thật sự ra trong Phất tử cũng có hữu tình, trong Phất tử cũng có gì, có những loài vô hồn. Ngược lại trong vô hồn cũng có hữu tình, cũng có những người Phất tử. Cho nên cái câu này là chia ra để phân loại, nhưng mà thật sự thì tất cả đều cùng chung một cái ý niệm là gửi năng lượng đến cho các vị. Cũng giống như bây giờ không phải ví dụ thôi, mình là trong một cái hội chúng ngồi đây, hôm nay là mình gần 500 người, thì trong hội trường này phải không? Có những người có những người ở miền này, có những người ở miền kia, rồi có những người nam, người nữ, người trẻ, người già. Cho nên khi cúng thì chúng ta gọi từng phần gọi, nhưng mà thật sự cuối cùng là gì? Tất cả quý vị. Nhưng mà thể nói thì kính thưa quý cụ, cụ rồi mới tới bác nha. Tại vì mình nghĩ rằng bác thì chưa già như cụ, là phải các cụ, các bác, các cô chú vân vân. Nhưng mà cuối cùng tổng hợp một câu là tất cả đại chúng hiện diện cho tất cả quý vị. Cho nên cái nghi thức cúng này chẳng qua là mình ghi rõ để chúng ta phân định từng loại, nhưng mà thật sự nó cùng chung một chung hết. Ý nghĩa câu thần chú, con có hai câu hỏi nhờ thầy giải. Ý nghĩa câu thần chú án ha ha vĩ sa ma lý sa bà ha là gì? Nghe ha ha thì biết cái gì. Thưa thật sự đại chúng, là cái câu này theo Pháp Hòa được biết là câu thần chú khi mà người ta tụng ở trước tượng Ngài Địa Tạng. Bởi vì theo quan niệm của Nhật Bổn, Đức Địa Tạng không phải để cầu siêu như là Á Đông mình, là xin lỗi, như Việt Nam với Trung Quốc mình quan niệm. Ở bên Nhật Bản á, người ta thờ Đức Địa Tạng Thế Đức Quan Âm để cứu khổ cứu nạn, và đặc biệt là Đức Địa Tạng bảo hộ cho con nít rất là nhiều. Cho nên ở bên Hàn Quốc, xin lỗi, bên Nhật Bổn á, thí dụ người ta có con, người ta muốn cầu cho con người ta khỏe mạnh đó, người ta tạo một tượng Đức Địa Tạng, người ta đem vô chùa người ta cúng. Rồi trên tượng Địa Tạng ta tròn thêm cái miếng vải đỏ. Cho nên theo quan niệm của người Nhật Bổn thì Đức Địa Tạng là một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, đặc biệt là bảo hộ trẻ em. Vì vậy đứng trước tượng của Ngài, người ta thường hay tụng câu này để cầu nguyện. Thứ hai, sự khác biệt giữa xuất gia gieo duyên và nhá kéo gieo duyên như thế nào? Giá đi kéo trên đầu. Thưa đại chúng, là thật sự thì nó không có khác. Đúng ra đó, đã nói là xuất gia gieo duyên thì mình phải cạo đầu để gọi là trọn cái ý nghĩa của chữ xuất gia gieo duyên. Nhưng mà nó khổ nổi bây giờ á, mình tu thì tu mà sợ xấu, cạo rồi xấu, cho nên rồi không dám cạo. Thì quý thầy lại một lần nữa phương tiện cho mình, xuất gia mà xuất gia không hết lời mà chỉ là gieo duyên 10 ngày nửa tháng đã là một phương tiện rồi. Vậy mà bây giờ vì các vị không chịu, không dám cạo đầu, thì bây giờ lại phương tiện một lần thứ hai là lấy cây kéo nhá 3 lần, cắt 3 lần ở trên đầu mình, chút chút vậy để tượng trưng cho sự xuất gia. Thật sự ra thì cái đó là phương tiện, chứ còn nếu nói đúng là mình phải phủi tóc, bởi vì đã là xuất gia gieo duyên, phải không? Cái thứ hai, thôi bây giờ cái hình tướng này thôi cũng được đi. Cái quan trọng của gieo duyên đây là gì nữa? Là tất cả chúng ta khi vào cái khóa tu đó rồi,
cố gắng khắc phục những khó khăn để chúng ta gieo được cái duyên với người tu. Bởi vì người xuất gia đôi lúc chúng ta phải chịu những cái cực như vậy, mà được thì chúng ta thành tựu được cái con đường này. Cái câu này mới khó hiểu nè: xin thầy hoan hỷ giải nghĩa cho con tại sao lại không tham tu. Vì tham tu sẽ đọa địa ngục. Có lẽ là vì không, nếu mà tại sao mình không tham tu, vì mình không tu mới đọa địa ngục, có lẽ là vậy. Nhưng mà ở đây á, mình phải hiểu chữ tham. Chữ tham bản chất nó không có xấu. Chữ tham nghĩa là muốn, vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là chúng ta tham mức, tham đúng cái mức độ của mình cần, hay là tham quá cái điều mình cần. Cái đó mới là điều đó. Chứ còn nếu mà nói vậy, không lẽ đạo Phật dạy cho mình không tiến bộ, lúc nào cũng phải nuôi sụt bản thân mình? Không phải vậy. Nếu như mình có khả năng mở một công ty làm ăn thì cứ mở, nhưng mà hãy mở trong cái phạm vi của mình. Ví dụ mình có tài lắm, nhưng bây giờ vốn không có, thôi mở cái tiệm nhỏ nhỏ trước đi. Rồi khi nào từ cái này người ta lan truyền ra, mình phát huy được cái công ăn việc làm, chừng đó mình mở tiệm to không sao. Chưa biết gì hết, chưa biết mình sẽ được khách hay không, thần tài mình hay không, làm một cái quá lớn mà trong cái đó khả năng tiền bạc của mình cũng không có, chừng đó mình gây ra một cái nợ quá lớn. Rồi thậm chí mình còn làm cho đổ vỡ bao nhiêu cái hạnh phúc trong gia đình, nếu người ta không hiểu mình. Ví dụ như vợ chồng muốn mở cái tiệm đó mà vợ không cho, rồi hãy mà tiền bạc nó tổn thất thì vợ cằn nhằn. Nhiều khi vì tiền bạc mà vợ chồng lấn cấn gây gỗ, đưa lên cái chỗ đổ vỡ cũng có. Cho nên cái chữ tham nó bản chất nó không có xấu. Nhưng mà là Phật tử thì chúng ta phải có chánh niệm về cái tham của mình. Tham cỡ nào, khả năng của mình bao nhiêu thì chúng ta nhận bao nhiêu. Như là ăn, mình có quyền ăn 3 hộp, 5 hộp. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa biết cái bụng mình bao nhiêu hết, gom một lần 5 hộp, trong người đó người ta không có ăn. Thấy không? Thì cái đó là nó chứng tỏ là cái tham này là tham kỳ của mình. Mình không hiểu được cái khả năng và cái lịch lãm trong khi mình ăn uống. Vậy đó. Cho nên là cái chữ mà nhà Phật không cho mình tại sao lại không tham tu. Tham là tốt, nhưng mà tham tu mà mình không biết giờ nào để tu, lúc nào tu, hoàn cảnh nào tu, mình tu sao mình thiếu bổn phận với gia đình. Ví dụ tới giờ cơm của con cái, con đi kiếm mì gói ăn đi con, mua pizza ăn đỡ đi má bận tụng kinh đó, rồi chồng đi làm về, hay là con cái nó như thế này, mình cứ tối ngày mình cứ lo tụng kinh tu, không có lo gì hết cho gia đình, thì cái này cũng không tốt. Mình làm riết rồi thời gian gia đình mình lại chán nản cái cách tu của mình. Như vậy thì chúng ta tu mà chúng ta không biết cách, thì hóa ra cái tham tu của mình lại làm cái phiền não của chúng sanh, lại làm phiền não của người khác. Cho nên tham không có xấu, nhưng mà mình không có chánh niệm về cái tham thì nó lại là cái vấn đề. Bây giờ trong này có một câu hỏi nữa: hạnh là gì? Thờ Phật là làm theo hạnh của Phật, xin thầy giảng cho. Chữ hạnh là gì? Chữ hạnh đó có khi gọi là hành, hạnh hay hành cũng được. Nó có nghĩa là sự thực hành, hay là cái công hạnh, hay là cái đức hạnh, hay nó tóm là những việc gì làm tốt người khác làm, từ thân miệng ý của họ, chúng ta đều gọi là cái hạnh hết. Ví dụ như người đó tánh rất tốt, cho nên lúc nào cũng thể hiện ra được sự rất tốt và giúp người, thì nói tới người đó là ô, cái hạnh anh nó hay lắm, anh có một cái hạnh là luôn luôn giúp người. Ô, cái chị đó có cái hạnh rất tốt, chỉ luôn luôn nhịn nhục người khác đó. Thành thử ra trong cách sống của mình nó lộ lên được cái hạnh của mình. Như vậy thì khi chúng ta thờ Phật, chúng ta thờ cái hạnh Phật, nghĩa là chúng ta nương tựa vào cái cách sống, cách tu của Phật để chúng ta làm theo. Cái câu này là chịu thua. Xin thầy chỉ cho con bí quyết trị bệnh tham ăn.
lại dẫn thằng con lên chùa. Bà nói thầy ơi thầy, thằng con á, nó xài phung phí lắm. Bây giờ thầy làm cách nào thầy dạy cho nó bớt phung phí giùm con. Thế ông thầy mới nói thôi bây giờ bà dẫn nó về đi, 2 tuần lễ, 3 tuần lễ sau bà dẫn nó lên. Phải 3 tuần lễ sau cái bà dẫn nó lên, cái ông thầy gặp nó, ông thầy nói một câu: con ơi con, mình làm cực khổ lắm, đừng có xài phung phí con. Nói vậy thôi cái bà già bà xì ngát: trời ơi, tôi tưởng đâu ông dạy cái gì cao siêu, ông chờ tôi, ông biểu tôi chờ 3 tuần lễ, 7 bữa ông nói vậy thì tôi đi về tôi phải mất công. Bà phiền ông thầy vậy, các ông thầy cũng thấy tôi nói là bà không hiểu, tại vì tôi cần 3 tuần để thực tập giống nó tôi mới nói được. Bởi vì tôi cũng có cái tật giống nó, mà giờ tôi chưa làm được thì sao tôi dám dạy? Mà cho tôi xin 3 tuần để tôi luyện được cái tính xài phí của tôi rồi tôi dám dạy nó. Thế giờ mình học ham thầy này đi. Tôi cũng còn ham ăn quá. Thưa thầy, con xin thầy giải đáp cho con biết, người mất thường mặc cái áo màu vàng và cái mũ. Vậy ba, má má, con còn sống, trên hiện tiền con nên mua bộ đồ màu vàng để sắp trong nhà. Có nên không? Có sao đâu. Đồ dưỡng da mà. Trời, cần gì? Có nhiều vị ta sợ mang cái đó vô nhà là xui đúng không? Không có xui gì hết. Pháp là ví dụ nè. Ví dụ bây giờ mình là người Á Đông thì mình theo Phật giáo mà có cái bộ đồ vậy đi. Bây giờ một cái người đó họ không biết gì hết nhưng mà họ sắm bộ đồ vest. Hay cái áo dài họ để sẵn và nó để nửa dưỡng già cũng được chứ. Cái áo dài hay bộ đồ vest của người già ta để dưỡng già thì nó tương bằng cái bộ đồ màu vàng đó mình sắm cho người thân thôi, không có gì cử hết. Xin thầy giải thích khái niệm niết bàn cực lạc là gì? Chữ niết bàn là mình phiên âm từ tiếng Phạn là nibbana. Chữ niết tiếng Phạn là nơ, mà chữ nơ có nghĩa là không. Khi chúng ta không có những phiền não thì gọi là niết bàn. Cho nên có nhiều chỗ ta để không là niết, niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Như vậy niết bàn có không phải là cái chỗ để chúng ta chết và chúng ta tới, mà niết bàn là một trạng thái của tâm. Khi nào tâm mình bình lặng yên ổn thì giây phút đó mình có niết bàn. Vậy thì chữ lạc, lạc là vui, mà cái vui cực kỳ thì gọi là cực lạc. Ví dụ như cái khổ mà khổ quá trời quá đất kêu cực khổ. Chữ cực là gì? Là cùng cực, là tối hậu của nó, là cái vui tối hậu, là cái vui thiệt là vui, cho nên gọi là cực lạc. Vậy thì bây giờ chúng ta trong cuộc đời này cũng có cái vui, mà cái vui mình khi có khi không, và thậm chí chút chút, thì cái vui đó chưa gọi là cực lạc. Nhưng mà nếu như hôm nào mình uống một ly nước, mình ăn một chén cơm bình thường mà mình vui thoải mái, cái đó cũng là cực lạc. Vậy thì cực lạc và niết bàn là 2 danh từ, nhưng mà cái nghĩa của nó thì không khác. Cho nên ngồi đây tuy nóng cực khổ nhưng mà vui vẻ thì là cực lạc, hay là nói cách khác là có niết bàn. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Cho nên niết bàn á, là khi nào chúng ta dập tắt được cái khổ đau phiền não thì gọi là niết bàn. Cho nên người Trung Hoa dịch chữ niết bàn ra 2 câu: diệt phiền não, độ sanh tử. Gọi là niết bàn là diệt độ. Diệt cái gì mà độ cái gì? Diệt phiền não, dứt sạch phiền não, qua được cái chỗ sanh tử khổ đau thì là niết bàn. Cho nên niết bàn là một trạng thái của tâm chứ không phải là chỗ. Cho nên dù bây giờ mai mốt mà ai gặp mình chúc mình ha, Tết nhất em chúc chị nghe luôn luôn có niết bàn. Phải cảm ơn. Trời ơi, tại sao trùng tôi không có phải đợi chết mới đi niết bàn, không có chỗ đâu mà đi.
có chỗ nào ta niết bàn đó, niết bàn là một trạng thái. Cho nên ta gặp mình mà ta bình, ta chúc mình có niết bàn là chúc mình luôn luôn sống được trạng thái bình tĩnh, an vui trước mọi cái vấn đề. Câu cuối, khẩu nghiệp là gì? Việc mà người không làm mà vu người ta có làm, đó có phải là khẩu nghiệp không? Trước hết mình phải nói chữ nghiệp. Nghiệp là thói quen. Thói quen của thân thì gọi là thân nghiệp. Thói quen của miệng thì gọi là khẩu nghiệp. Thói quen của sự suy nghĩ gọi là ý nghiệp. Con người mình đã ngày nào cũng sống và làm việc qua ba chỗ: suy nghĩ, hành động và lời nói. Nếu có tỉnh thức, chúng ta cũng sẽ tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp nhưng mà thiện. Còn nếu không tỉnh thức thì cũng tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp nhưng mà bất thiện. Cho nên khẩu nghiệp nó cũng không có gì xấu, nhưng mà cái quan trọng là khẩu nghiệp xấu hay là khẩu nghiệp tốt. Ví dụ người luôn luôn khuyên nhắc người khác thì đó là khẩu nghiệp tốt. Còn người luôn luôn làm cho người khác khó chịu bởi lời nói của mình, hay làm những cái điều mà tác hại đến đời sống người khác do lời nói của mình, cái đó gọi là khẩu nghiệp xấu. Chứ còn ngay bản chất của chữ khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp đều không có xấu. Giống như chữ nhân quả, quý vị có gặp ai quý vị nói đó, nhân quả có gì đâu xấu, thấy không? Anh giúp đỡ người ta, hôm nay người ta giúp đỡ lại anh, đó anh là nhân quả chứ gì đâu. Cho nên đừng làm nhân quả là cái xấu. Mà xưa nay mình hiểu con chiều à, nhân quả là xấu, nghiệp là xấu, hay là duyên là xấu. Nhưng mà thưa, nó tùy. Nếu là nghiệp tốt thì mình nghĩ tốt, nói tốt, hành động tốt là tam nghiệp tốt. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta sống trong đời sống hàng ngày đều là tạo nghiệp đó. Nhưng mà nếu mình rỉ rả, mắng xả người ta một ngày thì đó là mình tạo nghiệp xấu. Còn mình luôn luôn khuyên người ta sống với lành thiện thì gọi là nghiệp tốt. Thôi thì bây giờ hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa cũng đã cố gắng chia sẻ với quý vị qua những câu hỏi của mình. Thì thời gian thì hết rồi, mặc dù trên bàn cũng còn một vài câu hỏi, nhưng mà mình dừng nó đúng thì nó dễ chịu hơn cho mọi người. Thì thưa đại chúng là hôm nay là buổi sinh hoạt cuối ở đây. Chiều nay lúc 6 giờ thì Pháp Hòa lại có buổi sinh hoạt ở bên chùa Tâm Giác. Chiều nay còn buổi nữa, 6 giờ. Thì xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Trong khi chia sẻ có gì sơ sót, mong quý vị hoàn nghĩ cho.